Chào cả nhà nhá. Hôm nay vợ cây cảnh lại quay cho anh em cây me. Đây, cây me này dáng huynh đệ. Một thân là vanh cái gốc 1 mét là vanh 65. Vanh sát gốc là vanh 75. Thắt thân 2,3 m. Đấy, anh em nhá. Cây me quả chua. Đang ra hoa các bác nhé, thì rất đẹp, đang dáng huỳnh đệ đẹp luôn các bác nhé. Thật rất đẹp. Cây này đã dâm ủ được các bác nhá. Cây này dâm ủ được 1 năm rồi nhá. Đấy. Đã dâm ủ được 1 năm. Ra cành tán đẹp hết rồi.